Nga tuyên bố đã tấn công và phá hủy nhiều khu vực quân sự của Ukraine tại Kharkiv. Quân đội Ukraine thông báo Kharkiv bị mất điện và nước trên diện rộng sau khi bị tên lửa Nga tấn công. Quân đội Kharkiv thông báo giải phóng 40 khu định cư. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định tầm chiến lược của việc giải phóng thị trấn Izium. Quan chức Ukraine cho hay binh sĩ Nga quá sốc khi phải bỏ lại nhiều vũ khí. Ukraine và Mỹ tăng cường chia sẻ tin tình báo để đối phó với Nga. Cựu Ngoại trưởng Áo cho hay nhiều quốc gia không muốn tham gia vào các lệnh trừng phạt Nga. Thưa quý vị, mến chào quý vị. Mời quý vị đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Theo hãng tin Reuters, ngày 11 tháng 9, người phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov thông báo rằng các lực lượng Nga đang tấn công các vị trí của quân đội Ukraine tại khu vực Kharkiv bằng các đợt tên lửa và pháo kích. Ông nói, các lực lượng vũ trang Nga vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Lực lượng hàng không vũ trụ, quân đội tên lửa và pháo binh Nga đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao vào các đơn vị và lực lượng dự bị của Ukraine ở khu vực Kharkiv. Các cuộc tấn công đã đánh trúng và thiết bị quân sự của các đơn vị thuộc các lữ đoàn cơ giới 14 và 92 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các quận Storverica, Chuhiet và Voloskaya Balechlaya. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 ở làng Novaya Vodolaga cũng như một điểm triển khai của lính đánh thuê nước ngoài gần làng Kulugino, Baskiribka. Tuy nhiên, Reuters đã chưa thể xác minh tính chính xác các thông báo từ phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga. Ngày 12 tháng 9, Reuters đưa tin ông Oleh Syniehubov, thống đốc khu vực Kharkiv, đã đăng thông báo trên Telegram của mình rằng tình trạng mất điện và cắt nguồn cung cấp nước đã ảnh hưởng đến một số khu vực phía đông bắc Kharkiv vào ngày Chủ nhật 11 tháng 9 khi các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại đây. Nội dung trên Telegram của ông Syniehubov mà Reuters có được thông báo rằng quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố và khu vực của Kharkiv, ở một số trung tâm dân sự không có nguồn cung cấp điện hoặc nước. Hỏa hoạn đã bùng phát tại nơi xảy ra các cuộc tấn công và các đội cấp cứu đang xử lý các ngọn lửa. Trong thông điệp của ông Syniehubov cho biết thêm rằng việc cung cấp điện đã được tái lập tại một số thị trấn của vùng Kharkiv vào lúc 22:02 theo giờ địa phương. Các quan chức Ukraine cáo buộc các lực lượng rút lui của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở hạ tầng dân sự để đáp trả các cuộc phản công vào cuối tuần của quân đội Ukraine khiến Nga phải rút lui quân khỏi khu vực Kharkiv. Reuters chưa thể xác minh chính xác thông báo của ông Syniehubov. Một trong những cáo buộc từ phía Ukraine từ khi xung đột nổ ra, phía Nga luôn phủ nhận tấn công nhắm vào các khu vực dân sự. Theo Reuters, ngày 11 tháng 9, thị trưởng quận Dehachi, phía bắc thành phố Kharkiv, đã công bố video cho biết ông và các binh sĩ Ukraine đã được người dân ở làng Kozachalopan chào đón rất nồng nhiệt. Ngôi làng nằm cách Kharkiv 44 km về phía bắc và cách biên giới Nga 6 km về phía nam. Ngôi làng này đã bị Nga kiểm soát trong 6 tháng trước khi được quân đội Ukraine giành lại. Tuy nhiên, Reuters không thể xác nhận vị trí của đoạn video và ngày nó được quay. Quận Dehachi bao gồm một số thị trấn vệ tinh của thành phố Kharkiv và trải dài đến biên giới Nga. Nhiều khu vực tại quận Dehachi, chẳng hạn như làng Kozachalopan, bị quân đội Nga kiểm soát cho đến gần đây. Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny cho biết hôm Chủ nhật, các lực lượng Ukraine đã tiến về phía bắc từ Kharkiv và cũng đang tiến về phía nam và phía đông trong cùng khu vực. Ông viết trên ứng dụng Telegram với nội dung Ukraine tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng trong tháng này. Ngày 12 tháng 9, theo CNN đưa tin, ông Roman Semenukha, phó chỉ huy quân sự khu vực Kharkiv, nói với đài truyền hình Ukraine rằng chúng tôi chính thức thông báo đã giải phóng 40 khu định cư từ quân đội Nga. Tình hình đang thay đổi vô cùng nhanh chóng nhưng vẫn còn rất nhiều khu định cư bị chiếm đóng. Ông Semenukha nhấn mạnh, con số 40 là những nơi mà quân đội Ukraine hoàn toàn được kiểm soát. Có nhiều nơi khác mà Ukraine đã giải phóng được một phần nhưng chưa được tính đến. Ông nói thêm, tình hình đang rất tích cực và mọi thứ đang đi theo hướng tốt cho Ukraine. Ông Semenukha cũng cho hay, thật sai lầm nếu nhiều người cho rằng đơn giản là quân đội Nga rút quân. Ông nói, có những trận chiến ác liệt ở nhiều khu vực và mọi thứ đều rất khó khăn mỗi khi chúng tôi giành lại bất kỳ khu định cư nào đó. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm Chủ nhật đã công bố trên trang Twitter chính thức đoạn video được quay vào ngày 11 tháng 9, cho thấy quân đội nước này đã kiểm soát được thị trấn trọng điểm Hotivka nằm tại biên giới Nga và Ukraine thuộc vùng Kharkiv. Ngày 11 tháng 9, cũng theo tờ Newsweek đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đánh giá các lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được những tiến bộ đáng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2. ISW cho biết các lực lượng Ukraine đã xuyên thủng nhiều phòng tuyến của Nga và chiếm lại hơn hàng nghìn km vuông lãnh thổ kể từ khi cuộc phản công nổ ra vào ngày 6 tháng 9. ISW cho biết con số này chiếm nhiều lãnh thổ hơn lực lượng Nga đã chiếm được trong tất cả các chiến dịch kể từ tháng 4. Bản đồ kiểm soát địa hình của ISW cho thấy cuộc phản công của Ukraine đã đạt được tiến độ như thế nào. Ở khu vực Kharkiv trong những ngày gần đây, nó đã khiến các lực lượng Nga gặp rất nhiều khó khăn và không tiến hành một cuộc rút lui có kiểm soát. ISW cho biết các lực lượng Ukraine sẽ chiếm thành phố Izium trong 48 giờ tới. Việc giải phóng Izium sẽ là thành tựu quân sự quan trọng nhất của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Hơn nữa, cơ quan an ninh của Ukraine SBU cho biết quân đội Ukraine đã tiến vào thành phố Kupiansk ở miền đông, nơi đóng vai trò là trung tâm đường sắt và hậu cần cho Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc chiếm được Kupiansk sẽ giáng một đòn mạnh vào Nga vì nó nằm trên các tuyến đường tiếp tế cho tiền tuyến Donbass. Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Ukraine đã được liên hệ để đưa ra bình luận về những nhận định của ISW. Một quan chức Ukraine cho biết các binh sĩ Nga đang cảm thấy quá bất ngờ trước các cuộc phản công của Ukraine đã nhanh chóng giành lại được một vùng lãnh thổ lớn, khiến Nga phải bỏ lại đến một nửa thiết bị chiến đấu trong quá trình rút quân. Theo trang tin Newsweek, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chạm mốc 200 ngày vào Chủ nhật vừa qua, sự thắng thế vượt bậc của quân đội Ukraine ở các khu vực phía tây đất nước đã buộc Nga rút quân để tránh tổn thất lực lượng. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Karashenko cho biết các binh sĩ Nga đã phải vội vàng rút lui và bỏ lại một lượng vũ khí lớn. Ông Karashenko đăng tải trên trang của mình Twitter một video ghi lại cảnh quân đội Nga bỏ lại một chiếc xe tăng ở thành phố Izium. Đây là một thiết bị nền tảng của quân Nga ở vùng Kharkiv. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh IWS có trụ sở tại Mỹ, quân đội Ukraine đã tiếp quản lại hơn 3.000 km vuông lãnh thổ kể từ ngày 6 tháng 9. ISW cho biết quân đội Ukraine sẽ sớm giành lại quyền kiểm soát thành phố Izium. Chính vì vậy mà Nga phải rút quân do lo ngại sẽ bị bao vây quanh thành phố này. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi lời ca ngợi chiến thắng của lực lượng Ukraine qua một video trên Telegram vào tối thứ Bảy. Ông Zelensky cũng nói rằng quân đội Nga đang làm điều mà họ làm tốt nhất, đó là phải rút lui. Vào Chủ nhật vừa qua, ông Zelensky cũng chia sẻ một video cho thấy quân đội Ukraine đã cắm cờ quốc gia tại Cholosky, một vùng vừa mới giành lại quyền kiểm soát sau khi giao tranh với Nga. Ông viết, chúng ta sẽ đánh đuổi quân Nga ra khỏi các ngôi làng và thành phố của Ukraine. Cảm ơn những người anh hùng của chúng ta. Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmihan, cũng đưa ra tuyên bố đầy hứa hẹn. Đó là một lượng lớn vũ khí do các quốc gia NATO viện trợ sắp được chuyển đến quốc gia này, trong đó gồm cả hệ thống pháo phản lực có tính linh động cao do Mỹ sản xuất. Tờ nhật báo The New York Times đưa tin, Ukraine đã có bước tiến mới trong hoạt động tình báo với Mỹ nhằm chuẩn bị cho cuộc giao tranh chống lại Nga ở vùng Kharkiv. Tờ The New York Times nhận định, chính quyền Washington đã cung cấp thông tin về việc Nga ra lệnh tấn công các căn cứ, các kho chứa đạn và các mục tiêu khác ở Kiev, nhưng các quan chức Ukraine lúc đầu có vẻ miễn cưỡng tiết lộ kế hoạch hoạt động với những người đồng cấp ở Mỹ. Đây là biểu hiện của sự hợp tác yếu ớt và không đồng lòng trước sự ủng hộ của Mỹ. Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao giấu tên đã nói với tờ The New York Times rằng tất cả đã thay đổi trong mùa hè vừa qua khi chính quyền Kiev quyết định chia sẻ kế hoạch với chính quyền Mỹ, tránh ngược tình trạng bất đồng trước đó. Họ đã thúc giục Washington gia tăng viện trợ. Sự thay đổi lớn này đã cho phép Mỹ đưa ra đề xuất tốt hơn và những thông tin hữu ích về những điểm yếu của Nga. Một quan chức Ukraine khẳng định Mỹ liên tục thảo luận với Ukraine về cách làm suy yếu lực lượng Nga đang đóng quân ở khu vực phía tây Ukraine. Các cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine với những vũ khí do Mỹ và các nước phương Tây cung cấp đã bắt đầu ở phía đông bắc và vùng Kharkiv từ ngày 8 tháng 9. Vào hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rút quân khỏi thành phố Izium và một số vùng đã bị Ukraine giành lại quyền kiểm soát khác. Nga cho rằng đây là động thái tập hợp lực lượng để xây dựng nỗ lực nhắm hướng về Donetsk. Nga khẳng định việc rút quân là động thái đánh lạc hướng. Tổng thống Zelensky cũng đã đánh dấu sự rút quân của Nga là một chiến thắng của Ukraine. Nhưng theo tờ The New York Times chỉ ra rằng điều đó chưa thực sự thể hiện rõ ràng về tầm chiến lược quan trọng mà cả Mỹ và Ukraine sẽ đạt được. Moscow đã nhiều lần cảnh báo Washington không được cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine và cho biết rằng Mỹ sẽ gặp nhiều rủi ro nếu nhúng tay vào cuộc xung đột này. Ngày 11 tháng 9, theo hãng tin TASS, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết cần phải thiết lập một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia càng sớm càng tốt. Trong một tuyên bố của người đứng đầu IAEA được đăng tải trên trang web, ông Grossi nói, "Tôi vẫn quan tâm sâu sắc đến tình hình tại nhà máy, nơi vẫn còn nguy hiểm cho đến khi bất kỳ cuộc pháo kích nào tiếp diễn. Để giải quyết tình hình nghiêm trọng này, các cuộc tham vấn đã bắt đầu về nhu cầu cấp thiết phải thiết lập một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nằm ở thành phố Enogoda, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do quân đội Nga kiểm soát. Trong thời gian qua, cả phía Nga lẫn Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau tấn công vào nhà máy, khiến cho có thể xảy ra thảm họa hạt nhân giống như ở Chernobyl." Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia, nói với TASS trước đó vào Chủ nhật rằng tổ máy điện thứ 6 của nhà máy Zaporizhzhia, tổ máy duy nhất đang hoạt động, đã phải dừng trong vài giờ vào Chủ nhật do hư hỏng đường truyền điện cao áp. Theo hãng tin TASS ngày 11 tháng 9, Điện Elysee cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin qua điện thoại một lần nữa về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong những ngày tới. Nội dung của thông báo Điện Elysee nêu rõ, Tổng thống Macron sẽ nói chuyện với ông Putin để đạt thỏa thuận về các vấn đề đảm bảo an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống cho biết ông Macron sẽ giữ liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi. Theo Điện Elysee, ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an ninh của nhà máy Zaporizhzhia và lưu ý rằng sự hiện diện của Nga là cơ sở cho những rủi ro mà nhà máy điện hạt nhân đang phải đối mặt. Thông báo cũng cho biết thêm, Tổng thống Pháp kêu gọi Nga rút vũ khí khỏi nhà máy cũng như thực hiện các khuyến nghị của IAEA về đảm bảo an ninh của cơ sở. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi kết thúc sớm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và bắt đầu các cuộc đàm phán về khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Cuộc điện đàm trước đó giữa ông Putin và Macron diễn ra vào ngày 19 tháng 8. Cũng theo yêu cầu của phía Pháp, đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 5 vừa qua. Ngày 11 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, cựu Ngoại trưởng Áo bà Karin Ness cho biết nước này tiếp tục ủng hộ mọi biện pháp trừng phạt Nga vì tình hình ở Ukraine, nhưng không phải quốc gia nào cũng muốn tham gia vào các lệnh trừng phạt này. Bà Ness nêu rõ thực tế từ một số quốc gia, chẳng hạn như Hungary đã mặc cả để được miễn trừ cho mình không tham gia vào gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng của quốc gia này. Bà Ness cho biết thêm, rõ ràng là không phải ai cũng muốn tham gia vào tất cả các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Áo cho đến nay vẫn tiếp tục tham gia tất cả các biện pháp hạn chế đối với Nga. Theo bà, Viên đưa ra các quyết định trừng phạt phù hợp với chính sách đối ngoại và quốc phòng chung với EU. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cập nhật về tình hình xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.